Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 19. Niềm hy vọng khác thường của Kissinger. Ngày 24 tháng 4 năm 1971, 3 ngày sau khi Chu Ân Lai mời Nixon sang thăm Trung Quốc, tại Paris, tướng Walter gặp Võ Văn Sung để chuyển thông điệp của Kissinger đề nghị gặp lại Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn Lê Đức Thọ vào ngày 16 tháng 5 để nối lại cuộc thảo luận trên cơ sở những đề cập mới. Ngày 14 tháng 5, Võ Văn Sung báo cho phía Mỹ biết Bộ trưởng Xuân Thủy chấp nhận cuộc gặp đó nhưng đề nghị họp vào ngày 30 tháng 5. Mỹ không chịu nhận thời hạn do ta ấn định nên đề nghị lui lại một ngày. Cuộc họp ngày 31 tháng 5 vẫn diễn ra ở 11 phố Đa Thơ. Đến cuộc họp, sau khi chào hỏi Xuân Thủy, Kissinger gửi lời chào Lê Đức Thọ và ngỏ lời mời Bộ trưởng và Cố vấn đặc biệt của ông sang Mỹ sau khi chiến tranh chấm dứt. Đáp lại, Xuân Thủy mong được đón Kissinger ở Hà Nội. Kissinger nói rằng ông ta đã đi thăm Sài Gòn và rất muốn đi thăm Hà Nội, rằng ông ta khâm phục sâu sắc lòng dũng cảm và sự tự trọng của nhân dân Việt Nam. Ông ta còn nói càng kính trọng và khâm phục sự thông minh của hai ông Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. Nếu có phản đối thì phản đối sự quá kiên trì của hai ông. Đi vào nội dung, ông ta nói: tôi đến đây nhằm đạt được tiến bộ thật sự kèm theo nụ cười, nhưng muốn có đàm phán thật sự thì bắt đầu vào lúc này. Tổng thống Nixon cử tôi đến đây để cố gắng một lần cuối cùng phá vỡ sự bế tắc hiện nay. Đó là đề nghị cuối cùng của chúng tôi. Rồi ông ta đưa ra một chương trình 7 điểm tóm tắt như sau. 1. Hoa Kỳ sẵn sàng ấn định một thời hạn cho việc rút tất cả lực lượng Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. 2. Người Việt Nam và người các nước Đông Dương sẽ thảo luận với nhau cách thức rút tất cả các lực lượng ngoại nhập khác ra khỏi Đông Dương. 3. Ngừng bắn tại chỗ trên toàn Đông Dương, bắt đầu khi rút quân Mỹ. 4. Không được đưa thêm vào các nước Đông Dương các lực lượng ngoại nhập. 5. Giám sát quốc tế về ngừng bắn và các điều khoản quân sự. 6. Tôn trọng các hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và năm 1962 về Lào có thể được chính thức hóa tại một hội nghị quốc tế. 7. Phóng thích tất cả tù binh và thường dân vô tội toàn Đông Dương trên cơ sở nhân đạo hoặc một bộ phận của giải pháp, bắt đầu với việc rút quân Mỹ. Toàn văn xem Kissinger, Nhà Trắng. Sách đã dẫn trang 1537-1538. Mong phía Việt Nam xem xét các đề nghị cuối cùng của Mỹ với tinh thần xây dựng. Kết thúc bản trình bày, ông ta nhấn mạnh sẵn sàng thảo luận cụ thể và đạt tiến bộ nhanh chóng và mong Việt Nam cũng có những đề nghị cuối cùng có tính xây dựng như thế. Ông ta cũng không quên đe dọa rằng tất nhiên tùy phía Việt Nam xem xét. Nếu chiến đấu thêm với những người không còn là mối đe dọa lâu dài của Việt Nam nữa thì các ông chỉ đạt thêm một số thắng lợi phụ, nhưng phải xem những thắng lợi đó có bỏ với những đau thương và thiệt hại thêm hay không. Ông ta cũng nói hai bên cần chấm dứt làm áp lực quân sự với nhau trong khi hai bên tiến bộ nhanh trong đàm phán. Kissinger trả lời các câu hỏi của Xuân Thủy như thường lệ rồi nghỉ. Sau khi Bộ trưởng phát biểu nhắc lại 3 điểm mà ông đã đưa ra trong phiên họp công khai thứ 109 sau khi gặp Kissinger tháng 9 năm 1970, hoặc Mỹ rút hết quân vào 30 tháng 6 năm 1971, hoặc đưa ra một thời hạn để thảo luận.
và nhấn mạnh là điểm cấp thiết nhất. Thành lập ở Sài Gòn một chính quyền không có Thiệu Kỳ Khiêm như chính phủ cách mạng lâm thời đề nghị. Chính phủ Hoa Kỳ phải thật sự cam kết chấm dứt mọi sự vi phạm chủ quyền và an ninh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiếp đó, Bộ trưởng nói về hai điểm trong bảy điểm của Mỹ. Hoa Kỳ chỉ nói là sẵn sàng đưa ra một thời hạn rút quân, chứ không nói dứt khoát ngày nào, tháng nào, năm nào Mỹ sẽ rút hết. Kissinger xen vào: suốt đời tôi cũng không làm được việc đó. Xuân Thủy xem như không nghe thấy câu đó, cứ tiếp. Thứ hai là ông cố vấn đã thỏa thuận là trong gặp riêng thì thảo luận cả vấn đề quân sự và chính trị. Nay ông lại tách vấn đề quân sự với vấn đề chính trị. Nếu các ông trở lại ý kiến ban đầu là không bàn vấn đề chính trị thì không giải quyết được một trong những vấn đề cơ bản. Bây giờ ở Nam Việt Nam, dư luận nói nhiều đến cuộc bầu cử sắp tới. Các ông thường nói với chúng tôi rằng các ông không muốn tự nhiên lại có thay đổi gì ở Nam Việt Nam. Chính lúc này là lúc các ông phải tính, nếu có thay đổi gì thì không có gì là đột ngột cả. Chính lúc này là dịp các ông biểu thị thật sự muốn giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam cả về quân sự lẫn chính trị. Bộ trưởng cũng nói đến vấn đề tù binh mà Mỹ đã dùng để tuyên truyền lừa bịp dư luận. Về vấn đề Lào và Campuchia, Xuân Thủy nhắc lại Việt Nam tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 về Việt Nam và năm 1962 về Lào, và nói thêm hiện nay ở Viên Chăn đang có cuộc gặp gỡ giữa đại diện của ông Suphanuvong và đại diện của ông Phuma. Chúng tôi mong muốn những người Lào sẽ giải quyết hòa bình với nhau công việc của họ theo hướng đó. Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Bộ trưởng đã ở Paris từ năm 1968. Ông và cố vấn Lê Đức Thọ, một nhà lãnh đạo Việt Nam, có đủ thẩm quyền để giải quyết. Xuân Thủy nhắc lại lần thứ hai, sẽ nghiên cứu kỹ 7 điểm của Mỹ. Và hỏi Kissinger điểm nào phía Việt Nam thật sự phải chú ý hoặc điểm nào Kissinger thấy phía Việt Nam hiểu chưa thật rõ thì đề nghị giải thích thêm. Kissinger không trả lời thẳng câu này mà nói chừng nào Bộ trưởng nói rằng đề nghị cơ bản này chấp nhận được, nghĩa là tất cả các điều được nêu lên kể cả vấn đề tù binh, thì lúc đó chúng tôi mới nói ngày rút quân. Về vấn đề chính trị và bầu cử ở Nam Việt Nam, ông nói, Hoa Kỳ không can thiệp vào quá trình chính trị của cuộc bầu cử sắp tới ở Nam Việt Nam. Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận về quân sự mùa hè năm nay với sự hiểu biết đầy đủ về tình hình quân sự sẽ xảy ra như thế nào trong năm tới, thì nhân dân Nam Việt Nam có thể có sự quyết định của mình đối với quá trình đó. Họ sẽ biết mức độ về sự có mặt của quân Hoa Kỳ trong thời gian tới như thế nào. Khi biết như vậy, họ sẽ có quyết định phù hợp với tình hình. Hai bên định ngày gặp lại nhau, Kissinger có ý muốn vào tháng 7, nhưng Xuân Thủy muốn sớm hơn và đồng ý sẽ gặp lại vào ngày 26 tháng 6. Xuân Thủy một lần nữa hứa nghiên cứu kỹ đề nghị của Mỹ, còn Kissinger đề nghị rằng giữa khoảng cách hai cuộc gặp riêng, hai bên không có hành động gì nổ bùng và yêu cầu ta không đưa ra công khai nội dung cuộc họp. Kế hoạch 7 điểm của Kissinger đã được sự đồng ý của Nguyễn Văn Thiệu và được ông coi là bước ngoặt của chính sách ngoại giao của Mỹ về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra một giải pháp toàn Đông Dương, nhưng họ lại tách vấn đề quân sự với vấn đề chính trị. Mặc dù trước đây họ đã nhận sẽ bàn cả gói. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ nói sẵn sàng ấn định một thời hạn rút hết quân khỏi Nam Việt Nam, nêu vấn đề rút quân ngoại nhập, tức quân miền Bắc, thành một điểm riêng giải quyết giữa các nước Đông Dương. Mặc dù trước đây họ gắn vấn đề rút quân miền Bắc với vấn đề rút quân Mỹ trong một lịch cùng rút quân.
Mỹ đề nghị ngừng bắn sau khi Mỹ bắt đầu rút quân theo thời gian biểu thỏa thuận và nhận vấn đề tù binh là một bộ phận trong giải pháp. So với đề nghị của Kissinger mà đại sứ Liên Xô ở Mỹ Dobrynin nói có hai điểm giống nhau cơ bản. Mỹ ấn định thời hạn rút quân đổi lấy việc Việt Nam chấp nhận ngừng bắn toàn Đông Dương. Đề nghị mới này của Mỹ không nêu cách giải quyết cả gói về quân sự và chính trị mà chỉ tập trung giải quyết vấn đề quân sự. Thực tế, Mỹ bị thúc ép về thời gian muốn giải quyết sớm vấn đề quân sự trong mùa hè này hoặc trong năm nay, nhằm ngăn chặn hành động sắp tới của Việt Nam chuẩn bị cho đợt rút quân mới vào tháng 11 tới và tạo điều kiện củng cố ngụy quyền trong tuyển cử vào tháng 10 năm đó. Mỹ dùng việc ấn định thời hạn rút hết quân Mỹ đổi lấy việc ta chấp nhận ngừng bắn toàn bộ và thả tù binh trước khi họ rút hết quân mà vẫn duy trì nguyên trạng chính trị. Hoa Kỳ còn đòi lực lượng Việt Nam rút ra khỏi ba chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia cùng một lúc hoặc sau khi Mỹ rút. Tuy nhiên, Mỹ tỏ ra mềm dẻo hơn trước trong một số vấn đề thăm dò ý đồ ta nhằm đi tới một giải pháp có lợi cho Mỹ, như Mỹ sẵn sàng định thời hạn rút hết quân Mỹ, còn việc rút quân của Việt Nam do người Đông Dương giải quyết với nhau. Ngừng bắn toàn Đông Dương sau khi quân Mỹ bắt đầu rút theo thời gian biểu thỏa thuận. Mỹ công nhận vấn đề tù binh là một bộ phận của giải pháp và gắn với thời hạn rút quân. Về chính trị, họ nói mập mờ giải quyết vấn đề quân sự sẽ có tác động đến vấn đề chính trị. Nếu Việt Nam có đáp ứng kế hoạch 7 điểm, tỏ ra muốn giải quyết, thì có khả năng Mỹ đi vào mặc cả với Việt Nam tìm ra một giải pháp hai bên đều chấp nhận được vào cuối năm 1972. Nếu trong thăm dò Mỹ thấy ta không muốn giải quyết, thì có khả năng Mỹ tiếp tục Việt Nam hóa, không tìm giải pháp trong năm 1972. Xuất phát từ đánh giá và chủ trương trên, trước thời hạn họp ít lâu, Hà Nội đưa tin công khai. Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Xuân Thủy, trở lại Paris sau gần 14 tháng vắng mặt. Ngày mùng 2 tháng 6, Kissinger đã nhận được lời mời sang thăm Bắc Kinh, nay lại có thêm tin sẽ được gặp cố vấn Lê Đức Thọ tại Paris. Như ông đã viết trong hồi ký, đây là thời điểm hy vọng khác thường. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1074. Tuy vậy, trên đường đi Paris gặp các nhà thương lượng Việt Nam, ông ta không phải không vấn vương nhiều lo âu thật sự. Ngày 22 tháng 6, Thượng nghị viện chấp thuận bằng 57 phiếu thuận trên 42 một tu bổ án của Mafiu yêu cầu Tổng thống rút tất cả các lực lượng Mỹ khỏi Việt Nam trong vòng 9 tháng nếu Hà Nội bằng lòng thả hết tù binh. Thế thì kế hoạch 5 điểm của ông hỏng bét vì 5 trong 7 điểm đó do nghị quyết này sẽ mất tác dụng. Như thế, Hà Nội biết khả năng của chính quyền Nixon bị hạn chế. Phía Việt Nam có thể không cần thương lượng một cuộc ngừng bắn hay định một thời hạn chấm dứt thâm nhập miền Nam. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng. Bước vào số nhà 11, phố Đan Thờ quen thuộc, ông đã nhận thấy ngay hình ảnh về một cuộc nói chuyện hòa bình. Không nói về thái độ vui vẻ của chủ nhà, lần đầu tiên trên bàn làm việc có trải thảm xanh. Và trong giờ giải lao, Lê Đức Thọ còn mời ông ra ngoài vườn nói chuyện, có vẻ ý hợp tâm đầu. Theo yêu cầu của Xuân Thủy, Kissinger lại giải thích thêm một lần nữa đề nghị 7 điểm đưa ra lần trước. Rõ ràng là Hà Nội rất quan tâm. Ông nói vui sau khi giải thích. Chúng tôi đã cố gắng theo sự chỉ dẫn của Ngài Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ năm ngoái là phải nhìn vào thực tế khách quan. Lê Đức Thọ: nhưng ông chưa khách quan lắm. Kissinger: đã có tiến bộ chút nào chưa? Lê Đức Thọ: chưa nhích được tí nào. Kissinger: ngài là một giáo sư khó tính quá. Xuân Thủy lại hỏi Kissinger về hội nghị quốc tế trong đề nghị của Mỹ và sau khi được giải thích
nhường lời cho Lê Đức Thọ. Ông Thọ nói, tính đến nay, ông Bộ trưởng Xuân Thủy và tôi đã gặp ông 7 lần. Kissinger thêm, đây là lần thứ 8. Chúng tôi đã nhìn lại các cuộc gặp đó để rút ra những kết luận và để xem gặp ông có thể giải quyết được gì. Lần gặp thứ nhất tháng 8 năm 1969, thì đến tháng 9, các ông mở cuộc tấn công cánh đồng chum ở Lào. Lần thứ hai, chúng tôi gặp tháng 2 năm 1970. Lần này chúng tôi gặp ông đến 2-3 buổi liền. Nếu ông xem lại, thì chúng ta đang đi vào thực chất của vấn đề. Kissinger đồng ý. Lê Đức Thọ, nhưng các ông lại tiến hành đảo chính ở Campuchia và mở cuộc tấn công lên Campuchia. Nên cuộc hội đàm giữa chúng tôi và các ông lại gián đoạn. Kissinger cải chính là Mỹ không dính líu gì đến cuộc đảo chính ở Campuchia. Thì Lê Đức Thọ nói tiếp, chúng tôi tạm thời cho là các ông không làm đảo chính ở Campuchia, nhưng vào cuối tháng 4 năm 1970, ai đưa hàng chục vạn quân Mỹ và quân Sài Gòn tấn công Campuchia? Kissinger nói rằng quan điểm hai bên về vấn đề trung lập Campuchia có khác nhau và không muốn nhắc lại quá khứ. Ông cũng cho lời ông Thọ, nói rằng Hoa Kỳ phá hoại nền trung lập của Campuchia là không đúng. Lê Đức Thọ cũng không tranh cãi về vấn đề này mà chỉ nói rằng sự thật vẫn là sự thật. Rồi tiếp, lần thứ ba, Bộ trưởng Xuân Thủy gặp ông tháng 9 năm 1970 thì đến tháng 11, ông dùng không quân đánh ra miền Bắc, một cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi Mỹ chính thức chấm dứt ném bom miền Bắc. Các ông đã dùng trực thăng đổ biệt kích xuống gần Hà Nội. Đến tháng 1 năm 1971, qua đại sứ Liên Xô ở Mỹ, ông đề nghị gặp chúng tôi và đưa ra một số đề nghị. Chúng tôi đã trả lời là chúng tôi đồng ý gặp. Thì tháng 2 năm 1971, các ông mở cuộc tấn công lên đường 9 Nam Lào. Thành ra, mỗi lần chúng tôi gặp các ông để giải quyết vấn đề, thì sau đó các ông đều tiến hành các cuộc tấn công quân sự, dùng sức mạnh quân sự ép chúng tôi trong đàm phán. Kissinger nói rằng ông gặp Dobrynin ngày 9 tháng 1 năm 1971 và chỉ nhận được trả lời của Đại sứ Liên Xô hôm 23 tháng 2, tức là 2 tuần lễ sau cuộc tấn công ở Lào. Hai bên không bàn thêm về điều này. Và Lê Đức Thọ tiếp, chúng tôi không dùng trung gian, nhưng chính các ông dùng trung gian, nên chúng tôi phải trả lời qua trung gian. Kết luận, Lê Đức Thọ nói, không biết sau lần gặp này các ông định làm gì nữa đây? Các ông có thật sự giải quyết hay còn dở nhiều thủ đoạn nữa? Đó là điều chúng tôi rất băn khoăn, nghi ngờ, vì qua các đề nghị của ông, chúng tôi thấy các ông chưa thật sự muốn giải quyết. Các ông đặt cách giải quyết vấn đề chưa đúng. Trước hết, các ông muốn tách vấn đề quân sự với vấn đề chính trị. Nhưng đó là một đề nghị không thực tế. Hồi đầu năm 1970, các ông đã đồng ý thảo luận vấn đề quân sự và vấn đề chính trị đi đôi. Không có cuộc chiến tranh nào mà lại không có mục đích chính trị. Quân sự chỉ là một thủ đoạn, một phương tiện để đạt mục đích chính trị mà thôi. Nếu tách vấn đề quân sự với vấn đề chính trị thì không giải quyết được vấn đề. Nếu cuộc chiến đấu của chúng tôi không đạt được mục đích chính trị, tức là hòa bình, tự do, độc lập thật sự, thì cuộc chiến đấu đó còn tiếp tục. Các ông đề nghị giải quyết vấn đề quân sự rồi ngừng bắn ngay trong khi chưa giải quyết vấn đề chính trị là nhằm mục đích củng cố ngụy quyền tay sai. Các ông dùng bọn tay sai để tiếp tục thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Các ông lấy đề nghị quân sự để ép chúng tôi về vấn đề chính trị. Các ông lại nói, đề nghị 7 điểm của các ông là đề nghị cuối cùng. Đó là tối hậu thư. Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đàm phán thương lượng thật sự thì không có đề nghị cuối cùng được. Với tất cả đề nghị như vậy thì làm sao giải quyết được vấn đề và tin được rằng các ông muốn thương lượng nghiêm chỉnh.
Lê Đức Thọ còn nói nhiều đến sai lầm trước đây của Mỹ, đến tương lai thất bại của Việt Nam hóa chiến tranh. Ông nói, các ông đã đưa chủ lực Ngụy ra mở các cuộc tấn công, nhưng quân Ngụy, cái xương sống của Việt Nam hóa chiến tranh, vừa qua đã liên tiếp bị đánh bại. Các cuộc bình định của các ông cũng không đạt được mục đích. Chúng tôi nghĩ, từ nay đến hết nhiệm kỳ của ông Nixon, hoặc ông Nixon có trúng cử một nhiệm kỳ nữa, cũng không thể thực hiện được. Thời gian không ủng hộ các ông. Chiến tranh đã diễn ra trên toàn Đông Dương. Chúng tôi muốn giải quyết hòa bình khu vực này. Chúng tôi muốn Nam Việt Nam, Lào và Campuchia là một khu vực hòa bình, độc lập, trung lập và không liên kết thật sự. Miền Nam Việt Nam không thể trở thành thuộc địa kiểu thực dân mới, nhưng cũng không phải xã hội chủ nghĩa, mà phải thật sự độc lập và trung lập. Phải có một chính phủ hòa hợp dân tộc, gồm có các bên. Phải có một chính quyền thật sự độc lập, dân chủ, trung lập, mong muốn hòa bình để nói chuyện thật sự với chính phủ cách mạng lâm thời giải quyết hòa bình vấn đề Nam Việt Nam. Nếu các ông còn duy trì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thì không thể giải quyết được vấn đề. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.